Hôm nay tao có một chuyện rất là quan trọng để nói với người. Thì vậy ông chủ, cho dù khó khăn tới đâu, lên núi đau, xuống cháo dầu, tôi cũng không từ. Ta rất là tin tưởng sự trung thành của người, nên vì thế ta đã bàn giao chuyện lớn lao này cho người. Ôi ghê chưa? Đây là tất cả những thứ để tham gia trò chơi con mật. Ừ. Và nhiệm vụ của ngươi là phải tìm kiếm những tài năng để tham gia trò chơi này. Và tổng giải thưởng trò chơi này là 100 triệu đồng. Ngươi có chấp nhận đi làm nhiệm vụ này của ta không? Dạ được ông chủ, nhưng tôi sẽ đi tìm ai để hết những bí quyết này. Ngươi yên tâm, ta đã tổng hợp những danh sách gương mặt đã tham gia trò chơi này. Và bây giờ ta sẽ gửi qua cho ngươi. Nope. Nope. Ôi trời ơi. Mày tới số mày rồi con, mày ăn trộm nhà chị hả? Đó, hai đứa mình chắc nó lên đầu cảnh sát. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Khoan, dừng ta lại. Lộn bánh lộn lầu mành lâu thâu. Ngươi là ai? Chờ chút, để ta gà đạn đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Mày bị điên à? Ngươi muốn gì? Cutie pie. Tôi nè. Ủa trời ơi. Mày nhạc mặt mày ăn cắp hả? Ngon em quýnh tao. Mày muốn gì? Bước qua đây. Tôi không biết gì nghe tôi về. Không biết gì nghe tôi về. Mày nói em đi. Cũng đến đây nghe tôi về dùm đi. Được. Chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau có chân đầu mày bắn bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa, tao có chứ có sao mày chống tao bằng thanh đóng với nhau, tao không mày đụng tao. Cảm ơn ân nhân đã cứu tôi, mà ân nhân là ai vậy? Ngươi không cần quan tâm, tao muốn của ai kệ ta. Thôi tao đi đây. Bạn đã ăn nhăn rồi. Có chuyện gì nữa? Ăn nhăn hãy cho tôi xin số nợ là Facebook. Ủa trời ơi. Gì vậy em cũng nói? Nope. Khi sau này có gặp lại, ta sẽ đền đáp ơn lớn này của anh nha. Trời ghê chưa? Ta không cần ngươi đền đáp đâu. Mà cho ta hỏi tại sao ngươi lại đi ăn trộm? Hơi, chuyện này dài lắm. Để anh Nhân ngồi xuống đây kể cho Nhân nghe. Chuyện là như thế này nè. Nhà chỉ có hai anh em thôi, mà ba mẹ lại mất sớm. Tôi á phải nghỉ học để lo cho em gái, nên tôi mới làm cái nghề này để có tiền để nuôi em. Bao nhiêu ngày mà ngươi không làm mà tại sao lại đi làm ăn trộm? Nope. Bộ anh chưa nghe con này hả? Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm luôn đó. What? Nên tôi mới làm cái này cho nó nhanh. Ngươi muốn có tiền đúng không? Tiền ai chẳng muốn anh. Anh hỏi câu dư thừa rồi. Được, ta sẽ cho ngươi này. Đây là trò chơi con mật. Ôi lộn túi rồi. What? Đây
chí là trò chơi con mực. Ừ. Ai sẽ thắng sẽ được 100 triệu đồng. Wow. Thiệt hả? Cái này hơi ngon à. Trong này sẽ có địa chỉ tham gia. Thôi ta đi đây. Chúc ngươi may mắn. Wow. Chuyến này ta giàu to rồi. Đã có tiền lo cho em gái. Kinh không? Rồi có 2 nút à. Ăn nhỏ này đắp qua nè, 5 nút. Đặt có 5.000 đó nha. Tao nó trở lại nè, cho tao chơi với. Mày còn hiếu tiền tao hãm dài mày chưa trả nữa, giờ mày đòi chơi hả? Từ từ tao trả làm gì căng chứ vậy? Rồi bây giờ có cần chơi không? Có thì vô đây chơi, không có thì biến. Lúc nope. Mượn vậy nè, tụi bay khỏi lo. Vậy vô đây chơi đi. Rồi giờ bây đặt nhiêu đặt đi? Đặt 5.000. Ok. Ôi trời ơi. À 7 nút nha. Bật kịp chứ. Bật nè, con này nữa nè. Chung lại con này nè. Bạn muốn đặt nhiêu nữa không? Tao đặt hết rồi nè. Wow. Lớn luôn. Kinh cái đây. Cho con bà. Kinh luôn. Hát nè. Cái tuần này buồn nữa quá. Chín nè, tụi bay ăn nổi không không? Trời ơi, chết chưa? Chín làm nhò gì cơ. Đây chính là đối tượng tiếp theo. Chín nút nè, thấy không? Thấy gì chưa? Hoạch ra cây cuối ơi. Hoạch ra hở. Nè, ăn trời đi. Trời ơi. Mày hiện bây chơi. Trời ơi. Rồi giờ còn cần chơi không? Không còn nghỉ à? Nhục. Cú á, hay là mày cho tao mượn mớ tao gỡ đi. What? Mày bị đuôi hả? Mày không thấy nãy giờ tao thua đó hả? Giờ mày còn mượn tiền không nữa? Mày còn nhớ không? Hãm về mày còn hiếu tiền tao rồi chưa trả. 2-3 ngày sau mày không trả tiền tao, mày coi chừng cái mạng mày đó. Ủa trời ơi. Mày không cho mượn thôi, làm gì căng giờ tao đi về. Mày về về cỡ mày đi, 2-3 ngày sau mày không trả tiền tao thì tao giết mày. What? Chơi gì cũng xuống chứ. Hồn hết hồn chưa. Hết hồn cuốn nội này. Ông bị điên hả? Ngươi có đồng ý không? Thầy chỉ không nội. Đây chính là trò chơi con mực. Ừ. Người chiến thắng sẽ được 100 triệu đồng. Wow. Cái này xài sao? Đây chính là vé đi vào chừng tới đó sẽ có người liên lạc với ngươi. Thôi ta đi đây. Wow, chiến này ta có tiền trả nợ, ta có tiền đánh bài rồi. Con xin cúng dường 2.000. Đa tạ thí chủ. Xin hai bô thi. Xin hai bô thi. Xin được có 2.000 à, làm người thầy chùa này khó thiệt chứ. What? Oh, má ơi ông nội đang đâu kìa.
Má ơi, mẹ lớn tôi nè. Chú ai? Tôi xin cúng dường cho thầy. Wow! Đa tạ thiếu chủ. Ô Phật công đức vô lượng, công đức vô lượng. Thầy có muốn kiếm thêm tiền không? Mô Phật bằng tăng là kẻ tu hành. Bao nhiêu tiền của để dành bằng tăng? Ôi trời ơi! Vì tôi xin gửi thầy, đây là trò chơi con mệt, có thể kiếm được 100 triệu vàng. Wow! Tôi xin gửi thầy. Thiệt vậy sao? Đúng vậy. Thôi, tôi xin thầy tôi đi đây. Wow, chuyện này nổi là thầy chùa rồi.